Sáng sáng tí xem nào. Đây. Vét mình sáng tác sau thì mình đưa đi bảo hành chỗ cái hãng sáng tác về. Mà cái inverter nó chỉ đấu hai con phét nữa. Gỡ mất hai con. Không cho mình biết lý do luôn. Giờ mình mang ra mình vệ sinh mới biết. Đấy, hãng bảo hành. Cái này mình phải gửi cho hãng mới được. Sau khi các ông ấy bảo hành thì các ông ấy tháo mất hai con phét của mình. Làm ăn rất là mất uy tín.